Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Em là Ngọc Lâm. Thì anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho em Lâm một like và thả cho em Lâm một quả tim dưới cái phần bình luận bên dưới nha anh chị. Rất mong được sự ủng hộ và đồng hành của quý anh chị nhà đầu tư nha. Mình vừa về tới bờ anh chị sáng hôm nay vừa về tới bờ. Cuối cùng thị trường nó lại đẩy ra một xíu nữa rồi. À, OK thì cái phiên chiều hôm nay tại sao thị trường biến động như vậy anh chị? thì cái lúc mà livestream cùng anh chị nhà tư trên TikTok thì mình đã cập nhật cho quý anh chị nhà tư rồi à, về cái vấn đề đó là thông tin SPV có thể phát hành tín phiếu tiếp. À, tuy nhiên thì cái thông tin này được bác bỏ anh chị và à, mình phải chờ coi thử là thật sự nó được bác bỏ hay không, hay là thật sự nó có phát hành tín phiếu hay không nha anh chị. Nên lưu ý cho mình. À, à, thì cái vấn đề thì mình phải đi sâu hơn vào để mình phân tích kỹ thuật cho quý anh chị nhà tư có một góc nhìn à, chiều sâu hơn còn về cái thông tin này thì mình phải chờ coi thử là thật sự svb người ta có uh, hút tiền thật sự về nhanh chị cái đây nếu như mà nó hút về anh chị nó sẽ tác động rất nhiều tới thị trường của mình đó tại vì cận tết mà ai cũng khó khăn ai cũng cần tiền Nên ra nó hút về tương đối là, là 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 căng anh chị nhưng mà ok chúng ta cùng nhau đi theo dõi cũng như đi vào đánh giá thử thêm cái thị trường của mình trong giai đoạn như thế nào đúng không chị là một lần nữa anh chị nhà đầu tư nào đang xem live stream nhớ like cho em Lâm một like và thả cho em Lâm một quả tim. Anh chị nào tham gia vào room VIP, room khách hàng thì nhớ liên hệ trực tiếp với em nha anh chị. Em sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư. Thì chiều hôm nay thì mình có nói với anh chị nhà đầu tư ở chỗ này, đó là 1107 anh chị, khu vực hỗ trợ tương đối quan trọng tại vì thị trường nó siết một cái nền giá anh chị thấy là nó siết một cái nền giá khá chặt anh chị. Nếu như nó đi lên thì nó cũng sẽ nổ giống như là đi xuống và nó chọn cái phương án đi xuống anh chị. Hai kiếm nó rất chặt nhau và nó đâm xuống phía dưới này anh chị thấy là đâm lòi ruột hết anh chị đâm lòi ruột hết thì với cái đâm này anh chị thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng giảm điểm rất mạnh anh chị thấy không à, nó xuyên xuống phía dưới này à, tuy nhiên phiên giao dịch ngày mai thì có khả năng nó sẽ trả điểm à, khả năng cao phiên giao dịch ngày mai có thể khả năng thị trường sẽ trả điểm tại vì cái sự mất cân đối ở trong giai đoạn này đặc biệt là vô ATC nó khá lớn nên thành ra thị trường phiên mai có thể nó trả điểm lại lên lại khu vực là 1100 gì đó anh chị nhà đầu tư có thể lưu ý những cái mốc này để mà à, cân đối xây dựng cơ cấu lại cái tài khoản nha anh chị ok ở quanh cái vùng giá này anh chị nhà đầu tư lưu ý cho mình tí À, cái đó là về cái mặt kỹ thuật về mặt ngắn hạn nha. Thị trường có khả năng nó sẽ trả điểm lại khu vực 1100. À, nếu như cái thông tin cái trường hợp mà SVB không có phát hành tín phiếu thì nó sẽ trả lại cho cái thị trường của mình thôi. À, tuy nhiên thì dưới này nó sẽ có một cái cột mốc hỗ trợ đó là 1080 và 1076 đó là cái vùng giá hỗ trợ vùng giá hỗ trợ này tương đối quan trọng nha anh chị tại sao quan trọng anh chị tại vì nó xác định được cái xu hướng tiếp theo của thị trường của mình từ đây đến cuối năm nếu như mà thị trường nó mất đi cái cột mốc này quá sớm anh chị thì khả năng từ đây đến cuối năm của chúng ta sẽ rất khó giao dịch rất khó giao dịch nha anh chị nên thành ra anh chị nhà đầu tư chú ý cho em cái vùng giá hỗ trợ này thêm một lần nữa và xem thử phiên giao dịch ngày mai khả năng có một cái nhịp hồi lên trả điểm hay không mình đánh giá là khả năng cao anh chị tích lũy nó đánh như dạng như là upo luôn anh chị mình mà ngồi mình nói anh chị nhà đầu tư là mất một mình có nói anh chị nhà đầu tư lúc livestream á tại vì mình like tiktok mà nhưng cuối cùng là một số anh chị nhà đầu tư xử lý không kịp luôn không kịp được anh chị nó làm rào 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 xuống anh chị nhà đầu tư rất rất khó là xử lý thì nhiều anh chị nhà đầu tư cũng bán được một phần nhưng mà nhiều anh chị nhà đầu tư bán không được đâu thì đa phần là bán không được anh chị nó quá nhanh quá nguy hiểm vô atc thường anh chị nhà đầu tư sẽ không bán hoặc là không mua trong atc nên anh chị nhà đầu tư bỏ qua phiên atc vô atc thì bắt đầu nhà đầu tư họ thấy giảm mạnh quá bắt đầu họ lôi hàng đó họ bán ở lôi hàng ra bán nhiều nhà đầu tư nào mà có lợi nhuận được 10% bán trăm gì đó người ta thấy thị trường bán người ta bán theo để mai người ta mua lại giá tốt hơn thì người ta bắt đầu người ta bán ra thôi tuy nhiên là anh chị nhà đầu tư nào mà chưa bán được thì cũng đừng có quá là là bi quan quá mà anh chị nhà đầu tư nào mà À, bán được rồi thì cũng cố gắng không à, ok thì anh chị nhà đầu tư thấy cái giai đoạn vừa rồi khi mà thị trường nó sập xuống anh chị và nhiều mã cổ phiếu nó cũng quay trở lại cái đỉnh cũ đặc biệt là cái nhóm cổ phiếu thép anh chị thấy không cái giai đoạn khó khăn như vậy mà cổ phiếu nó còn về được những cái đỉnh cũ thì những cái giai đoạn như thế này thì anh chị nhà đầu tư cũng sẽ là à, vượt qua thôi tuy nhiên là mình phải có những cái chiến lược có những cái vùng giá có những cái kịch bản hiệu quả để mình có thể giao dịch tốt hơn trong giai đoạn sắp tới nha anh chị nó quá bất ngờ thành ra là những cái tin đồn bây giờ nó rất là nhạy cảm về à, gần gần cuối năm những cái tin đồn là nó làm những cái thị trường của mình là nhiễu loạn anh chị rất là khó để mà phán đoán Tuy nhiên là em nghĩ là thị trường của mình nó sẽ ổn định từ đây đến cuối năm thôi Và chiều hôm nay thì sau cái thông tin SBV nó phát hành tiếng phiếu và rồi sau đó cái thông tin bác bỏ Thì mình cũng nghe nói đâu đó là khả năng là cái vấn đề tín dụng ở cuối năm này sẽ được đẩy ra nha anh chị Nếu như cái thông tin này hỗ trợ tốt thì em nghĩ là thị trường của mình nó sẽ ổn định cải thiện Từ đây đi lên tới cuối năm và được 1205 thì quá tuyệt vời và 1205 quá tuyệt vời. Còn về mặt ngắn hạn thì khả năng sẽ thị trường sẽ trả điểm. Hỗ trợ của thị trường là 1080, 1076 đó là cái vùng giá hỗ trợ rất quan trọng về mặt ngắn hạn của thị trường nha anh chị. Lưu ý cho mình cái vấn đề đó. Ok, còn có thêm những cái thông tin gì tác động tới thị trường nữa thì mình sẽ cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư sâu nha anh chị còn về mặt kỹ thuật thì mình đánh giá cho anh chị nhà đầu tư là cái sự phản ứng về uh, rất nhanh về cái cuối cuối giờ nó làm cho cái thị trường của mình trao đảo tại vì thị trường bữa nay nó dồn và phiên chiều rất là nhiều nhà đầu tư họ sẵn sàng mà có biến cả là họ rác hàng ra họ tán xuống không kịp trở tay không phải giỡn đâu nha anh chị đợt này quýnh về cuối năm mà ăn đủ về cuối năm mà ăn thua về cuối năm này. mình vừa mới vừa 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 vừa, vừa ngớp ngé sáng nay vừa lấy lại được tiền cái cuối cùng chiều nay nó giạt cho mình mấy phần trăm nữa rồi nhưng mà mình nếu như mà phiên mai không ổn thì mình bán hết sau đó là mấy phần trăm đó đem đợi canh bắt đáy lại sau tuy nhiên là mình sẽ có cái chiến lược làm sao đó cho nó hiệu quả tránh trường hợp là nhảy tới nhảy lui nhiều đó là cái cách đánh giá suy nghĩ đoán của mình nha anh chị còn bây giờ thì anh chị nhà đầu tư cố gắng nghỉ ngơi xả hơi một ngày làm việc mệt mỏi rồi ở gặp cái thị trường này nữa anh chị khá mệt mỏi tắm rửa nghỉ ngơi sau đó là ăn tối anh em mình hẹn nhau vào 10 giờ tối hôm nay nha anh chị mình sẽ đi sâu hơn vào những cái mã cổ phiếu phân tích cho anh chị nhà đầu tư chuyên sâu hơn để cho anh chị nhà đầu tư có những cái phản ứng cũng như là có những cái xử lý kịp thời trong giai đoạn sắp tới và có những cái cơ hội để nắm bắt trong giai đoạn sắp tới nha anh chị vẫn là tập trung vào những cái mã cổ phiếu mà mình đã chia sẻ với anh chị nhà đầu tư cũng như là cái danh mục cũng như là cái nhóm ngành gửi cho anh chị nhà đầu tư nha cảm ơn mọi người rất nhiều mọi người cố gắng làm sao đó vững vàng tâm lý không cổ phiếu nó giảm như giai đoạn vừa rồi nó cũng về lại được định cũ thì những cái pha ngắn hạn như thế này thì anh chị nhà đầu tư cũng cố gắng không có những cái phương pháp phương án xử lý được là ok hẹn gặp lại anh chị nhà đầu tư vào tối hôm nay anh chị đón xem mình sẽ đi sâu hơn vào cổ phiếu phân tích cổ phiếu cho quý anh chị nhà đầu tư một cách rõ nét nhất để cho anh chị nhà đầu tư có những cái kịch bản xử lý cho hiệu quả cảm ơn mọi người chúc mọi người có buổi tối ngon miệng nha bye bye xin chào và hẹn gặp lại mọi người